sư phụ được huấn luyện ra sao? Khi sư phụ từ vũ trụ nguyên thủy đến vũ trụ bóng, Ngài có phải trải qua quá trình chuẩn bị lâu dài không? Ngài đã dùng bao nhiêu thân thể ánh sáng để đến địa cầu chúng ta? Nhất định là một phần nhỏ trong đại ngã nguyên thủy của Ngài. Phải, việc này rất lâu, không phải dễ dàng để đi xuống như vậy. Quý vị phải đi qua một tiến trình. Không phải lúc nào cũng thú vị khi phải đi xuống bầu không khí thô thiển trong vũ trụ, ngay cả trong vũ trụ bóng. Thậm chí từ cảnh giới thứ năm đi xuống địa cầu này đôi khi cũng rất phiền muộn. Đó là một sự hy sinh rất lớn. Thậm chí sau khi tọa thiền và trở về lại thân thể cũng rất đau khổ. Do đó tôi nói có và không. Đôi khi quý vị vui thích, nhưng rồi khi lại phải bị giới hạn vào thân thể chỉ vì một số mục đích, dù chỉ một thời gian, cũng vô cùng khổ sở, rất buồn, giống như bị giam cầm. Ngay cả về thể chất hiện giờ, quý vị tưởng tượng rằng mỗi ngày tôi thiền rất nhiều và sung sướng này nọ, nhưng không phải luôn luôn như vậy. Vì giờ lúc này tôi không thể đi đâu cả. Vì vậy, đôi khi đầu óc cảm thấy như bị giam cầm, giống như cuộc chạy đua liên tục không ngừng. Và rồi đến, đi, đến rồi đi, và đầu óc và thân thể và linh hồn, việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì quý vị có thiên đàng, rồi quý vị trở lại trần gian. Quý vị ở trong sự bao la, vũ trụ bao la vô tận. Và rồi quý vị phải tự nhét mình vào trong tế bào của thân thể. Không phải lúc nào cũng vui. Đó là như vậy. Không biết Ngài làm sao chịu đựng được tất cả những chuyện này. Tôi khóc. Đôi khi để tự khuây khỏa, tôi phải khóc. Và đôi khi tôi phải chịu đựng áp lực, sự dồn nén của thế giới này, bầu không khí và sự thô thiển của một số chúng sinh quanh đây. Chỉ phải chịu đựng. Những gì tôi không thể thay đổi, tôi phải chịu đựng. Chúng ta đều vậy, không phải sao? Dạ phải, nhưng sư phụ phải chịu đựng nhiều hơn. Thân thể của sư phụ thật phi thường và quý báu. Làm sao nó có thể rất siêu việt, chịu đựng được rất nhiều và tự phục hồi, nhưng đồng thời cũng rất nhạy cảm và tinh tế vậy? Tôi đã được huấn luyện. Đó là lý do tôi đã nhận lấy một thân thể và tôi không đi lên cảnh giới thứ năm ngay lập tức. Ban đầu, tôi cũng ở đẳng cấp thấp hơn. Tôi không ở đẳng cấp thứ năm trước khi tu Pháp Môn Quán Âm. Tôi đi lên đó sau khi tôi tu Pháp Môn Quán Âm. Nhưng lực lượng minh sư vận hành qua thân thể này từ lúc thậm chí là một đứa bé 2 tuổi, lúc mà tôi dùng thân thể này để tồn tại trên địa cầu. Rồi tôi đi lên từ từ cho tới nay. Tôi không lập tức nhảy vọt trở về vũ trụ nguyên thủy. Quý vị thấy đã bao nhiêu năm nay rồi? Hơn 30 năm tôi mới trở về lại nhà. Dù vậy, vẫn đi từng bước một, thấy không? Thí dụ, ngay cả trong một ngày, tôi phải tải xuống từ số lượng thấp hơn đến số lượng cao hơn. Trong vòng 3 ngày, tôi phải tải nhiều lần khác nhau, hiểu không? Thí dụ, như hôm nay tôi phải ngồi khoảng 50 phút, nhưng lượng tải ít hơn. Nhưng ngày hôm sau, tôi có thể ngồi ít hơn, nhưng tôi tải được nhiều hơn. Bởi vì các tế bào thân thể đã dần dần được nâng cấp để có thể tiếp nhận thêm nhiều lực lượng mà không bị hủy hoại. Tôi không lập tức nhảy vọt lên cảnh giới cao hơn lúc mới sinh ra. Không, không thể được. Ngay cả trở lại vũ trụ nguyên thủy, tôi cũng phải đi từ từ, bấy lâu nay. Huấn luyện thân thể, huấn luyện các tế bào. Cho nên cách đây không lâu, quý vị có hỏi là sao tôi không thể làm mọi việc trong một ngày? Tại sao tôi phải thiền 15 phút ở đây, 5 phút ở đó? Không thể được. Tôi phải quen với việc đó, cần phải huấn luyện.